Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng giải. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: tháng 5 năm 1998. Tập 93. Xin mời mở bản kinh ra. Phần Khoa Chú Quyển Hạ, trang 69. Phục thứ Quán Thế Âm. Nhược vị lai, thế hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, dục cầu hiện tại vị lai, bách thiên vạn ức đẳng nguyện, bách thiên vạn ức đẳng sự, đảng đường quy y chim lễ cúng dường, tán thán Địa Tạng Bồ Tát hình tượng, như thị sở nguyện sở cầu, tất giai thành tựu. Đây là đoạn thứ 5. Dùng cách nói hiện nay để nói là có cầu ắt ứng, có nguyện ắt thành. Đây là điều mà người thế gian, bất luận là trước đây hay là hiện nay, bất luận là ở trong nước hay ở ngoài nước, có thể nói là không có chúng sanh nào mà không có mong cầu như vậy. Người nào cũng có nguyện cầu. Thế nhưng được mấy người trong đời này có thể thỏa mãn tâm nguyện của mình? Chung quy là người cầu nguyện thì rất nhiều, mà người thật sự mãn nguyện thì vô cùng ít. Người thế gian có mong cầu, nguyện này thành hiện thực, tuyệt đại đa số vẫn là do trong số mạng họ có. Họ cầu tài, trong số mạng của họ thật sự có tài. Thời tiết nhân duyên chín mùi rồi thì họ phát tài. Trong số mạng có địa vị, đến lúc nhân duyên chín mùi thì họ cũng đạt được chức quan cao. Có thể thấy đều là do trong số mạng có. Mong cầu mà ở đây nói là trong số mạng của bạn không có. Trong số mạng không có, bạn cầu được, đó mới gọi là có cầu ắt ứng. Trong số mạng có thì không tính là trong số mạng sẵn có. Không có, muốn cầu được là rất khó, không dễ dàng. Đây là nhờ oai thần của chư Phật Bồ Tát gia trì. Gia trì nói thật ra vẫn là thuộc về tăng thượng duyên. Nguyên nhân chủ yếu nhất đích thực vẫn là chính mình. Chính mình dựa theo lời giáo huấn của Phật chăm chỉ nỗ lực tu học. Hiện tại tu thì hiện tại liền cảm ứng. Cái này không phải cho đời trước. Đời trước trong số mạng bạn không có, là do hiện tại tạo. Quan hệ nhân quả ở trong đây chúng ta phải hiểu cho rõ ràng, sáng tỏ thì bạn sẽ không còn hoài nghi, và cũng sẽ không trách Bồ Tát. Tại vì sao phù hộ người đó mà không phù hộ tôi? Họ làm theo, còn ta không có làm theo. Hiểu rõ đạo lý này là được. Thật sự là có cầu ắt ứng. Phần trước nói người mong cầu, việc mong cầu, trên kinh nói rất rõ ràng. Đặc biệt nói nhược vị lai thế. Trong đoạn này mỗi một tiết
đều là nói đời vị lai. Thời đại hiện nay của chúng ta là bao gồm ở trong đời vị lai. Điều kiện người này, điều kiện của người cầu nguyện nhất định là kẻ thiện nam, người thiện nữ. Chữ thiện là chữ mấu chốt. Nếu như không phải thiện nam thiện nữ, bạn dựa theo phương pháp này cầu thì chưa chắc được cảm ứng. Cho nên chữ này là chữ mấu chốt. Trước đây tôi giảng kinh Địa Tạng, có thính chúng đã từng hỏi tôi là tại vì sao họ dựa theo kinh điển này tu học, cũng rất là khẩn thiết, cũng rất thành tâm, mà không đạt được những gì đã cầu. Cho nên họ hoài nghi, trên kinh nói chưa chắc là đáng tin, đến hỏi tôi. Tôi liền chỉ vào chữ này. Tôi hỏi, anh có làm được chữ này chưa? Họ vừa nghĩ, liền hiểu rõ ngay. Bởi vì kinh này là kinh Đại Thừa, bạn dựa theo phương pháp này tu hành, nguyện bạn cầu là nguyện nhỏ. Bạn có thiện nhỏ là được. Nếu như bạn có nguyện lớn thì nhất định bạn phải có thiện lớn. Tiêu chuẩn của thiện ở trong tam phước. Bạn muốn cầu diệt thù thắng, quả báo thù thắng, cõi trời người. Quả báo thù thắng trong cõi trời người thì thiện cõi trời người bạn phải thực hiện là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết hại, tu thập thiện nghiệp. Bạn làm được chưa? Nếu như bạn thật sự làm được thì bạn là người thiện nam, người thiện nữ trong thế gian, cầu phước báo thù thắng cõi thế gian, bạn có thể cầu được. Bạn cầu quả báo thù thắng suốt thế gian thì chưa chắc có thể cầu được rồi. Vì sao vậy? Cái thiện đó còn phải tăng thêm nữa. Cho nên bạn muốn mong cầu quả báo nhị thừa thì nhất định phải thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Ba câu này mới nghe dường như không khó hiểu, thực ra không dễ dàng, rất là khó hiểu. Vì sao gọi là tam quy? Hiện nay rất nhiều người xem thường, xem quá đơn giản, quá dễ dàng vì điều này. Họ tìm vị pháp sư đứng trước tượng Phật, đọc mấy câu kệ liền cho là quy y rồi. Đâu có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Quy y là gì? Là chân thật quay đầu. Y là chân thật nương tựa. Quy y Phật là từ mê hoặc điên đảo mà quay đầu, chân thật nương vào tự tánh giác. Quy y Pháp là từ tà tri tà kiến, thấy biết sai lệch, tức là tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm mà quay đầu, nương vào chánh tri chánh kiến. Quy y Tăng là từ tất cả ô nhiễm mà quay đầu, nương vào tâm địa thanh tịnh. Việc này nói nghe dễ dàng làm sao? Đây là thiện pháp xuất thế gian. Điều thứ nhất của tam phước là thiện pháp thế gian. Điều thứ hai là pháp xuất thế gian. Từ đó cho thấy ngày nay chúng ta thọ tam quy và thọ giới. Người xưa nói không sai là hữu danh vô thực. Chính mình nhất định phải biết rõ. Hiện nay người xuất gia thọ giới tỳ kheo, tự cho mình là tỳ kheo. Ngẫu Ích Đại Sư nói đây là vọng ngữ. Bạn chưa có đắc giới tỳ kheo mà tự cho mình là tỳ kheo. Cái lỗi lầm này rất nặng. Ngẫu Ích Đại Sư nói cho chúng ta biết, ở Trung Quốc từ thời Nam Tống trở về sau là không có tỳ kheo. Ít nhất phải có 5 vị tỳ kheo truyền giới. Đương nhiên tốt nhất là phải có 10 vị. Không tìm được 10 vị thì 5 vị cũng được. 5 vị tỳ kheo đích thực mới có thể truyền giới tỳ kheo.
Từ Nam Tống trở về sau, ở Trung Quốc không có tỳ kheo, nhưng vẫn cứ truyền giới. Trong tâm chúng ta nhất định phải biết rõ, đây là truyền thọ giới trên danh tự chứ không có thực chất. Tại vì sao phải làm hình thức này? Chúng ta đọc tụng giới kinh để tránh người ta phỉ báng. Trong giới kinh nói, người chưa có thọ giới không được phép xem. Chúng ta thọ giới hình thức để đọc giới kinh. Trước đây đại sư Chương Gia nói với tôi, thật sự có thể làm được một điều, hiểu rõ một điều, làm được một điều là bạn đã thọ giới điều này rồi, chứ không phải ở trên hình thức. Dù bạn đã thọ giới ở giới đàn mà bạn chưa có làm được, vậy là bạn chưa có thọ giới. Cho nên bản thân chúng ta nhất định biết thân phận của mình. Ngẫu Ích đại sư sau khi đã thọ giới, sau khi thọ giới tỳ kheo, liền xả giới ngay trước Phật Bồ Tát. Ngài trì giới Sa Di, bởi vì giới Sa Di dù không có tỳ kheo, mình ở trước Phật Bồ Tát có thể phát thệ để cầu thọ giới được. Giới Bồ Tát cũng như vậy. Cho nên giới Bồ Tát cùng với giới Sa Di thì cư sĩ tại gia là có thể thọ được, bởi vì điều này không cần tỳ kheo đích thực. Giới tỳ kheo và tỳ kheo ni phải có tỳ kheo đích thực. Không có tỳ kheo đích thực thì chắc chắn không đắc giới luật. Cho nên cả đời Ngẫu Ích đại sư, Ngài tự xưng là Sa Di giới Bồ Tát. Đây là Tổ sư Đại Đức đã làm tấm gương cho chúng ta thấy. Ngài tự xưng là Sa Di, nên đồ đệ của Ngài là Pháp sư thành thời, không dám xưng là Sa Di. Trước tác của Ngẫu Ích đại sư được Pháp sư thành thời chỉnh lý lại, khắc bản in lưu truyền lại. Công đức này rất lớn. Nếu không có thành thời thì trước tác của Ngẫu Ích đại sư sẽ không có ai truyền lại rồi. Đệ tử của Ngài tự xưng là U Bà Tắc, xuất gia giới Bồ Tát. U Bà Tắc ngày nay chúng ta xưng là cư sĩ. Bạn xem Pháp sư thành thời khiêm tốn biết bao. Tôi là cư sĩ xuất gia, các bạn là cư sĩ tại gia, tôi là cư sĩ xuất gia. Đây là thân phận danh phù hợp với thực. Đây là đường lối chính xác. Gần đây Pháp sư Hoàng Nhất là người nghiên cứu giới luật rất thông thạo, Ngài cũng tự xưng mình là U Bà Tắc xuất gia. Đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu, phải biết thân phận của chính mình, để không đến nỗi làm sai việc. Thế nhưng U Bà Tắc xuất gia có thể học Bồ Tát hay không? Có thể. U Bà Tắc xuất gia Bồ Tát đương nhiên có thể học Bồ Tát. Thiện của Bồ Tát nhất định phải phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề chính là thực sự phát tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, bạn vẫn còn làm tổn hại chúng sanh hay sao? Bạn giúp đỡ họ còn không kịp, làm sao có thể làm tổn hại họ chứ? Nếu như chúng ta thấy bất kỳ chúng sanh nào cũng không vừa lòng, ghét bỏ họ, dùng tâm sân hận đối xử họ, là bạn không có tâm Bồ Đề rồi. Nếu như đối với chúng sanh bạn yêu thương họ, có cảm tình ở trong đó, thì bạn cũng không có tâm Bồ Đề rồi.
Tâm Bồ Đề là đại từ đại bi, thanh tịnh bình đẳng giác. Từ trong thanh tịnh bình đẳng giác sanh tâm đại từ bi, đây là tâm Bồ Đề. Bạn mới có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh. Muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh thì trước tiên phải thành tựu đức hạnh trí huệ của chính mình. Cho nên tiếp theo đó phải tu đoạn phiền não, đoạn tập khí, phiền não vô tận thệ nguyện độ, thành tựu học vấn trí huệ của chính mình là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Sau cùng là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Ba nguyện phía sau là để hoàn thành nguyện thứ nhất. Bạn thành Phật để làm gì? Bạn đoạn phiền não vì cái gì? Bạn học pháp môn vì cái gì? Thành Phật đạo vì cái gì? Vì độ tất cả chúng sanh, không phải là vì chính mình. Nếu như nói đoạn phiền não là vì chính mình, học pháp môn cũng vì chính mình, đó là tiểu thừa Bồ Tát Huyền Giáo. Chấp ngã và chấp pháp vẫn chưa có đoạn hết. Đương nhiên là tan nhạt hơn phàm phu chúng ta quá nhiều, nhưng vẫn chưa sạch sẽ. Đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Cho nên chữ thiện ở chỗ này là chữ then chốt. Chúng ta có làm thiện được hay không? Chúng ta có phải là người thiện nam, người thiện nữ mà trên kinh nói không? Trước tiên nói ra người mong cầu, sau đó nói việc mong cầu. Việc mong cầu rất rộng rất nhiều. Những việc bạn mong cầu không có gì không mãn nguyện. Trong chú giải, chú cũng rất hay. Chúng ta hãy đọc qua một lượt. Nguyện niệm tại nội. Bạn có nguyện, có ý nghĩ mong cầu ở bên trong. Sự tướng cứ ngoại, việc mà bạn mong cầu ở bên ngoài. Ước thế xuất thế gian, tác hữu bách thiên vạn ức. Những việc mà bạn mong cầu quá nhiều quá nhiều. Nói mãi không hết. Hoặc cầu hiện sanh quả toại, hoặc giả là nguyện vọng mà bạn cầu trong đời này đều được vừa lòng như ý. Ý nghĩa của chữ toại chính là vừa lòng như ý. Hoặc kỳ tha thế tùng tâm, hoặc là hy vọng đời sau. Những gì bạn mong cầu không phải đời này, mà đời sau được quả báo thù thắng. Dưới đây Pháp Sư trích dẫn Thập Luận Kinh Văn, Địa Tạng Thập Luận Kinh. Thử thiện nam tử, tùy sở tại xứ, nhược chư hữu tình, hoặc vi đa văn. Đây là nêu ra mấy thí dụ. Hy vọng trong đời này có duyên thật tốt, nghe được Phật Pháp, tịnh tính, tịnh giới, tịnh lự. Tịnh lự là thiền định, thần thông bát nhã giải thoát, diệu sắc thanh hương vị xúc, lợi dưỡng danh văn, công đức hoa quả, thọ lâm sàng phu, xá trạch đẳng, thị giả. Đây là nêu ra mấy thí dụ. Hầu hết người thế gian và xuất thế gian muốn mong cầu. Những việc mà bạn cầu nguyện quá nhiều quá nhiều. Dưới đây là dạy chúng ta phương pháp cầu. Đảng đường quy y, chiêm lễ, cúng dường,
tán thán Địa Tạng Bồ Tát hình tượng. Như thị sở nguyện sở cầu tất giai thành tựu. Đoạn này thật ra chính là như giáo tu hành cúng dường trong phẩm hạnh nguyện. Câu đầu tiên trong cúng dường pháp, chỉ cần bạn thật sự có thể làm được cúng dường tu hành đúng như đã dạy, thì nguyện mà bạn mong cầu không có nguyện nào không viên mãn, bạn đều có thể đạt được. Cho nên ý nghĩa của câu này bạn nhất định phải hiểu cho thật rõ ràng, hiểu cho thật thấu triệt. Bốn chữ quy y cúng dường này là quan trọng nhất. Quy là quay đầu, từ tất cả sai lầm, tất cả lỗi lầm của chúng ta thật sự quay đầu. Quay đầu chính là sám hối. Lúc tôi mới học Phật, đại sư Chương Gia dạy tôi. Ngài nói với tôi, Ngài nói ở trong cửa Phật có cầu ắt ứng. Đây là thật chứ không phải là giả. Khi bạn có cầu mà không ứng, không có cảm ứng, vậy là do nguyên nhân gì? Là chính bản thân bạn có chướng ngại. Chỉ cần bạn sám trừ nghiệp chướng thì cảm ứng liền hiện tiền ngay. Tôi liền thỉnh giáo với Ngài phải sám trừ như thế nào. Ngài đã dạy tôi bốn chữ: sau không tạo nữa. Tôi hiểu rõ rồi. Thiện tri thức chân thật, không nói lời giả dối, cũng không nói vòng vo dài dòng, mà đơn giản vắn tắt. Trong cửa Phật chúng ta có rất nhiều nghi thức sám hối không cần thiết. Bạn biết bạn đã sai, về sau không tái phạm sai lầm giống như vậy nữa, là chân thật sám hối. Tôi theo học với Ngài 3 năm, cách Ngài hướng dẫn tôi khác với những pháp sư đại đức thông thường, khiến chúng ta sau khi nghe xong thấy hợp tình, hợp lý, hợp pháp, không thể không bái phục. Từ đó mới hiểu, tôi biết mình phạm sai lầm, đó chính là giác ngộ. Biết chính là giác. Bạn giác ngộ rồi, có thể sửa chữa sai lầm trở lại. Đây là tu hành, là sám hối. Cho nên nhà Phật nói tu hành thì hai chữ sám hối hết thảy đều đã bao gồm ở trong đó. Tức là không tái phạm sai lầm như vậy nữa. Nhà Nho nói không lỗi hai lần là không có khác gì so với nhà Phật nói sai lầm chỉ có thể phạm một lần, không được phạm lần thứ hai. Lần thứ nhất là bạn không biết, lần thứ hai thì biết rồi, nên không được phép tái phạm lần thứ hai. Đây là quay đầu, thực sự quay đầu rồi. Sau khi quay đầu thì đời sống của chúng ta, hành vi của chúng ta, đối nhân xử thế phải nương vào cái gì? Nương vào lời giáo huấn của Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Đây gọi là quy y. Bạn quy y Bồ Tát Địa Tạng. Nếu như chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm trái ngược lại với lời giáo huấn trên kinh này, vậy là bạn không phải quy y.
bạn chưa có nương tựa. Không có nương tựa lời giáo huấn của Bồ Tát Địa Tạng để làm. Kiểu quy y đó của bạn là giả, hữu danh vô thực. Quy y hữu danh vô thực, xin thưa với các vị, không những không có lợi ích mà còn sai lầm. Khi bạn chưa có quy y, bạn phạm tội. Khi kết tội chỉ bị một lớp tội. Sau khi quy y biết rõ mà vẫn phạm, bạn bị hai lớp tội rồi. Đạo lý này hoàn toàn không khó hiểu. Tôi tin người căn tánh bậc trung cũng có thể biết rõ ràng, minh bạch. Cho nên người thiện là người thật sự quy y. Chiêm lễ là thời khóa công phu. Chúng ta ngày nay nói thời khóa sớm tối, cũng chính là nói từng giây từng phút nhắc nhở chính mình. Thời khóa sớm tối, bạn phải chiêm ngưỡng hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, lễ bái hình tượng Bồ Tát Địa Tạng. Lễ bái là cung kính, là biểu đạt tâm thành kính của mình, y giáo phụng hành. Chúng ta nương vào kinh luận nào để mà tu hành vậy? Chúng ta không có năng lực đọc thuộc toàn bộ kinh luận, nhưng nhất định phải trích lục những chỗ quan trọng trong kinh luận ra. Phải nhớ thật kỹ, phải đọc thuộc nó mỗi ngày. Đương nhiên bạn có thời gian thì mỗi ngày đem kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện ra đọc một lần là rất tốt. Nói thật ra đọc một lần không được. Vì sao vậy? Không thể nhớ được. Vẫn là phải trích lục từng điều ở trong đó ra. Giống như chúng ta soạn ra cuốn Quy Tắc Tu Học Tịnh Tông vậy. Chúng ta trích lục từ trong Kinh Vô Lượng Thọ ra 60 điều. Dễ nhớ. 60 điều này mỗi một điều đều phải làm được. Chúng ta lại trích lục ra từ trong Kinh Bảo Tích, Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo 60 điều. Bộ kinh này là Đức Thế Tôn chuyên nói về thời mạt pháp, chính là thời đại hiện nay của chúng ta, những lỗi lầm mà người xuất gia thường hay phạm phải. Bản thân chúng ta không biết, chính mình không biết mình làm sai, cho rằng mình đã làm đúng rồi. Khi Phật nói như vậy, chúng ta mới chợt vỡ lẽ ra. Ngày ngày vẫn đang tạo tội nghiệp mà vẫn cho rằng mình tu rất tốt, tương lai rơi vào tam đồ vẫn không biết vì sao đọa lạc. Bạn nói đáng thương biết bao, đáng sợ biết bao. Cho nên bộ kinh này rất quan trọng. Thế Tôn khai thị cho người xuất gia thời mạt pháp, chỉ trích những lỗi lầm của chúng ta cần phải điều chỉnh như thế nào. Không chỉ ở bộ kinh này mà thôi. Thế nhưng chúng ta trích ra mấy điều này, trước hết phải điều chỉnh lại những lỗi lầm lớn, sau đó điều chỉnh lại lỗi lầm nhỏ. Không điều chỉnh được lỗi lầm lớn thì lỗi lầm nhỏ cũng không dễ gì điều chỉnh lại được, không thu được hiệu quả rồi. Cho nên thật sự phải nương vào kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
mà tu hành. Lời giáo huấn trong kinh điển cũng phải trích ra mấy mươi điều để ở trước mặt mình mỗi ngày phải làm theo. Đây gọi là cúng dường. Cúng dường tu hành đúng như lời chỉ dạy. Đây là bạn tự tu. Không những bản thân bạn phải y giáo phụng hành, bạn còn phải giáo hóa chúng sanh. Nó là pháp đại thừa. Thiện của Bồ Tát Đại Thừa là phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả, độc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Cho nên chỉ có tự mình làm thì vẫn chưa được, còn phải khuyến hóa người khác, tán thán Địa Tạng Bồ Tát hình tượng. Hình tượng này, xin thưa với các vị, là không phải đúc khắc thêu vẽ hình ảnh. Các vị thử nghĩ đây là hình tượng gì? Là hình tượng Bồ Tát Địa Tạng thị hiện ở nhân gian. Ngài dùng tâm gì để đối nhân xử thế? Ngài dùng thái độ như thế nào để tiếp xúc với mọi người, mọi việc, mọi vật? Đây gọi là hình tượng. Tán thán ở đây là giảng giải công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng giải cho chúng ta Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, Kinh Địa Tạng Thập Luận, Kinh Chim Sát, Thiện Ác Nghiệp Báo. Đây là những kinh chuyên tán thán hình tượng Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên mọi người không nên hiểu lầm. Tạo một bức tượng Bồ Tát Địa Tạng, đây chính là tán thán. Thế thì bạn đã sai toàn bộ rồi. Tán thán ở đây một mặt là phải vì người diễn thuyết, còn phải là một tấm gương tốt cho người ta xem. Bạn tu pháp môn Địa Tạng, vậy bạn có giống Bồ Tát Địa Tạng không? Hình ảnh của bạn có phải là hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng hay không? Đây mới chân thật là tán thán. Bạn có thể làm như vậy. Bạn là Bồ Tát Địa Tạng, đại biểu cho Thế Tôn, Hoằng Pháp Lợi Sanh, tiếp dẫn đại chúng ở thời kỳ mạt pháp, thì những gì bạn nguyện cầu đâu có lý nào không thành tựu chứ. Cho chị thử nghĩ xem, những gì bạn nguyện cầu là do công đức tự tánh của bạn hiện tiền, hay là do Phật Bồ Tát gia trì cho bạn? Cả hai đều có cả. Công đức tự tánh là nhân, Phật Bồ Tát gia trì là duyên. Nếu như mình không có thật sự tu thì duyên của Phật Bồ Tát không thể tiếp đến được rồi. Muốn làm tăng thượng duyên cho bạn cũng vô phương, không thể làm đến được. Chính mình cần phải có nhân. Bạn có nhân thật, Phật Bồ Tát làm trợ duyên cho bạn thì quả sẽ rất là thuận lợi. Đạo lý chính là chỗ này. Xin xem tiếp kinh văn dưới đây. Phục nguyện Địa Tạng Bồ Tát, cụ đại từ bi, vĩnh ủng hộ ngã,
thị nhân ư tùy mộng trung, tức đắc Bồ Tát ma đảnh thọ ký. Chú giải chú rất hay. Bạn xem, quy cúng hiệp pháp, câu này quan trọng biết bao. Quy y cúng dường hợp pháp, cầu khẩn như tâm, cố cảm đại sĩ, mộng trung thọ ký. Đây là Bồ Tát làm tăng thượng duyên cho bạn. Việc quy y cúng dường của bạn không đúng như pháp, bạn mong cầu như thế nào đi nữa cũng không được cảm ứng. Cho nên nói mong cầu đúng như lý như pháp thì nhất định sẽ được thành tựu. Giả lại, cho dù vì chính mình cũng là vì chúng sanh. Giống như lời trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói: nguyện đoạn phiền não, nguyện học pháp môn, nguyện thành Phật đạo. Vì sao vậy? Để độ chúng sanh. Nếu như nói là chỉ để thành tựu cho chính mình, mà không phải hết lòng, hết sức ủng hộ chúng sanh, thì nguyện này rất là khó thành tựu. Vì chúng sanh và cũng vì chính mình là không sai, nhưng vẫn có chướng ngại như thường, có chướng duyên. Vì chúng sanh không vì chính mình thì nguyện này rất thuận lợi, rất dễ thành tựu. Nguyện vì chúng sanh không vì chính mình cũng không thể thành tựu. Đó là do nguyên nhân gì? Nghiệp chướng của chúng sanh rất nặng. Không phải Bồ Tát không giúp đỡ, do nghiệp chướng của chúng sanh quá nặng, không chịu nghe dạy bảo, họ nhất định phải nhận quả báo. Từ trong quả báo tỉnh ngộ trở lại, lúc đó Phật Bồ Tát sẽ đến dạy họ. Từ đó cho thấy Phật Bồ Tát có hiện thân hay không, Phật Bồ Tát có thuyết pháp hay không, Phật Bồ Tát có dạy chúng sanh hay không, đều là một lòng từ bi. Các ngài không hiện thân, không thuyết pháp, không dạy chúng sanh là do duyên chưa chín muồi. Cái duyên này là phụ thuộc bên phía bản thân chúng sanh, chứ không phải bên phía Phật Bồ Tát. Chính mình nhất định phải giữ tâm thiện, phải làm việc thiện, phải phát nguyện thiện. Như vậy mới có thể cảm được Phật Bồ Tát hiện thân thuyết pháp đến giúp đỡ chúng ta. Nếu như tâm của chúng ta bất thiện, hạnh bất thiện, thì Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ không đến. Chúng ta hiểu rõ những đạo lý này mới hiểu được tại sao có người cầu thì Phật Bồ Tát liền hiện thân. Có người cầu mỗi ngày, cầu bao nhiêu năm mà không thấy hình bóng Phật Bồ Tát đâu cả. Đạo lý là ở chỗ này. Nói thật ra, tất cả kinh pháp mà chư Phật Bồ Tát nói
chẳng qua là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Về những lý sự nhân quả chuyển biến tương tục này, chân tướng sự thật, đạo lý chuyển biến, những sự thật chuyển biến đều ở ngay trước mắt chúng ta. Sáu căn của chúng ta hằng ngày tiếp xúc với những cảnh giới này, đó là giống như lời trên kinh nói, chúng ta tiếp xúc là mê mà không giác, bày ngay trước mắt mà chúng ta không nhìn thấy, không hiểu được. Chư Phật Bồ Tát thương xót chúng ta, nương ngay sự tướng trước mắt giúp chúng ta thức tỉnh. Các vị hãy quan sát thật kỹ, tư duy thật kỹ. Bạn xem Hoa Nghiêm và tất cả kinh luận Đại Tiểu Thừa, có phải như vậy hay không? Chúng ta thật sự hiểu rõ, vậy thì giống như lời trong Đại Kinh nói, chư Phật Như Lai giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sanh, nói tế nói thô, nói không gián đoạn. Đây đều là sự thật. Chúng ta hãy nhìn xem Hội trưởng Trần Quang Biệt hiện nay cũng đang bị bệnh, mỗi ngày nghe kinh, xem băng ghi hình, mỗi ngày xem 8 giờ đồng hồ. Ở trong phòng nghỉ có đặt cái tivi đầu đĩa, hiện tại đang nghe, xem giảng ký về Kinh Kim Cang. Buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Gần đây còn có mấy vị cư sĩ đều là bị bệnh rất nghiêm trọng, khi vừa phát tâm như vậy bệnh liền khỏi ngay, khỏi hoàn toàn. Đi kiểm tra lại thấy đã rất bình thường, thật sự không thể nghĩ bàn. Cho nên cầu Bồ Tát Địa Tạng vĩnh viễn bảo hộ là thật sự có thể làm được. Chỉ cần thiện tâm của bạn không lui sụp thì Bồ Tát sẽ bảo vệ bạn vĩnh viễn. Nếu như tâm của bạn lui sụp thì Bồ Tát liệt khỏi ngay. Vĩnh viễn tâm không lui sụp, vĩnh viễn y giáo phụng hành. Càng làm niềm tin càng kiên định, niềm tin càng thanh tịnh thì pháp hỷ tràn đầy, càng làm càng hoan hỷ. Chư Phật Bồ Tát sao mà không hộ niệm chứ? Chư Phật Bồ Tát hộ niệm thì Thiên Long Thiện Thần sẽ ủng hộ, đó là đạo lý nhất định. Cho nên những sự việc này bắt đầu từ chỗ mình thật tu. Sự cầu nguyện này là Bồ Tát Đại Thừa, cầu Bồ Tát Địa Tạng Đại Từ Đại Bi vĩnh viễn phù hộ. Bồ Tát nhận lời bạn thì sẽ báo mộng cho bạn biết. Trong mộng mơ thấy Bồ Tát xoa đảnh thọ ký,
Trong chú giải nói câu sau cùng: nhược phi tính lực kiên cố, an hữu như thị thoại tướng. Tướng lành hiếm có, đều dựa vào niềm tin thanh tịnh vững chắc của bạn. Chúng ta đọc xong cần phải nên học tập. Xem tiếp đoạn thứ 6 dưới đây. Phát hiện sanh trí huệ. Nói thật ra điều này có quan hệ quá lớn đối với chúng ta. Chúng ta nghiên cứu kinh điển, học giáo lý mà trí huệ không khai mở. Đây là dạy cho chúng ta phương pháp khai mở trí huệ. Phục thứ Quán Thế Âm Bồ Tát, nhược vị lai thế, đều là nói chúng ta hiện nay. Hay nói cách khác, đều là dạy bản thân chúng ta, chứ không phải dạy người khác. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhớ chú ý chữ thiện này. Tịnh nghiệp tam phước rất quan trọng. Đó là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Phật Pháp bắt đầu học từ đâu? Tam phước là nền tảng. Nếu như lơ là cái mặt này, không có nghiêm túc mong cầu, thì cả đời bạn cũng không có thành tựu. Giống như xây nhà vậy, trừ khi bạn cất am tranh thì được. Chứ nếu bạn xây cao ốc thì nhất định không thể xây được rồi. Vì sao vậy? Bạn không có nền móng mà. Tam phước là nền móng, là nền tảng. Bạn xây nền móng càng vững chắc thì bạn mới có thể xây lầu cao được chứ. Hiện nay xây lầu, xây mấy mươi tầng, xây hơn 100 tầng, thì nền móng đó phải xây vững chắc cỡ nào? Tam phước là nền tảng, là căn bản để thành Phật. Chỉ có điều thứ nhất là căn bản của phước báo trời người, chưa có thoát khỏi lục đạo. Phước báo nhân thiện, quả thiện trong lục đạo, đó là điều bạn chắc chắn sẽ hưởng thụ. Bởi vì bạn có cái nền tảng này, có thể nói là bạn không bị đọa ba đường ác, đời đời kiếp kiếp hưởng thụ phước báo trời người. Nếu như phước thứ hai trong tam phước bạn cũng tu rất nghiêm túc, rất vững chắc, thì quả báo của bạn ở pháp giới tứ thánh. Pháp giới tứ thánh trong thập pháp giới gồm Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát và Phật quả trong thập pháp giới. Bạn được cái phước báo này, bạn có đầy đủ phước Bồ Tát Đại Thừa, thì bạn mới có thể thoát khỏi thập pháp giới, hưởng thụ phước báo nhất chân pháp giới. Cho nên cái nền tảng này, nếu chúng ta không nghiêm túc tu học, thì công đức lợi ích thù thắng mà trong Phật Pháp nói, chúng ta sẽ không thể đạt được. Đạo lý này nhất định phải hiểu, nhất định phải sáng tỏ. Cẩn Dịch, Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ, địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ Phan Thế Phả. Kính nguyện hương linh nương nhờ Phật lực
tội diệt phước sanh, tóc xả mê đồ, tảo đâm Phật quốc. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.